Do gì đoạn video clip cô Xuyến về nhà đi con bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt, dân mạng chia sẻ một cách liên tục. Vào sáng ngày 24 tháng 6, thì đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh nữ diễn viên Hoàng Yến gây chú ý với vai cô Xuyến trong phim Về nhà đi con đã bị chồng cũ đánh được chia sẻ liên tục trên các diễn đàn. Và theo như diễn biến ở trong video, có thể thấy rằng nữ diễn viên và người chồng cũ thứ tư đứng nói chuyện quay lại khá lâu với nhau. Và bất ngờ thì người đàn ông này liền tiến thẳng tay đánh vào mặt, khiến cho Hoàng Yến ngã quỵ về phía sau. Và trả lời phỏng vấn trên báo chí thì Hoàng Yến cho biết cô bị chồng cũ tới gặp khi cô đang ở một quán cùng với người bạn. Và cả hai đang trò chuyện thì người đàn ông này nói Yến chưa bao giờ bị đánh nhỉ, và sau đó ra tay hành hung cô. Hiện tại thì nữ diễn viên đã trình báo sự việc với cơ quan công an và đã được bảo vệ 24/7. Và đoạn video clip đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận và nhiều người chỉ trích hành động bạo lực của gã đàn ông, và đặc biệt khi đối phương còn là vợ cũ của anh ta. Và đồng thời thì người hâm mộ cũng gửi lời động viên tới nữ diễn viên và mong rằng cô Xuyến sẽ sớm ổn định sức khỏe và vượt qua được cú sốc này. Dù thế nào thì bao nhiêu đời chồng đi nữa thì phụ nữ vẫn là phải yếu, và đúng sai chưa bàn đến, như một người đàn ông to khỏe mà đấm rồi cầm dao đe dọa một người đàn bà là không đúng rồi. Và chưa kể cũng từng là vợ chồng của nhau, quá chán đời. Rất nhiều bạn đọc đã bình luận khổ thân người phụ nữ gặp trúng ông chồng vũ phu, nhìn cú đấm đó thương quá chị ơi mau khỏe nhé chị, còn người đàn ông kia nhất định phải đền tội trước pháp luật, và không hiểu nghĩ gì mà lại ra tay với phụ nữ như thế được. Bất ngờ với lý lịch người chồng đấm cô Xuyến bật máu là CEO kiêm diễn viên kém 3 tuổi và có con riêng trước khi lấy Hoàng Yến. Những thông tin về người chồng của cô Xuyến về nhà đi con, nữ diễn viên Hoàng Yến đã khiến cho khán giả đặc biệt chú ý. Và hiện tại thì những sự việc xung quanh đời tư của diễn viên Hoàng Yến sau clip bị chồng cũ hành hung đang được rất nhiều người hâm mộ đổ dồn sự quan tâm. Và trước khi ly hôn thì Hoàng Yến và chồng cũ từng khiến không ít người suýt xoa với cuộc sống hôn nhân hết sức hạnh phúc. Tuy nhiên thì người chồng thứ tư của Hoàng Yến là Cao Thắng từng tố cáo nữ diễn viên ngoại tình với trai trẻ và không cho anh gặp gỡ con từ trước Tết Nguyên đán, và hai vợ chồng đã nộp đơn ly hôn từ tháng 3 năm 2020. Và theo đó thì Cao Thắng là chồng cũ kém 3 tuổi của Hoàng Yến, không hoạt động nghệ thuật mà làm nhân viên kinh doanh. Và trên trang cá nhân thì anh này thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các buổi talk show với vai trò diễn giả và giới thiệu mình là CEO của một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc. Và được biết rằng Cao Thắng là fan ruột của nữ diễn viên Hoàng Yến, và lần đầu tiên gặp nhau thì nữ diễn viên chẳng biết anh là ai và chỉ biết là bạn của bạn mình. Tuy nhiên thì anh lại thuộc từng câu thoại, hoàn cảnh diễn trong phim và khiến cô này không khỏi bất ngờ. Và trước khi tổ chức đám cưới thì Cao Thắng từng có một người con trai. Trong khi đó thì Hoàng Yến đã trải qua 3 lần đò, và trong quá trình hẹn hò Cao Thắng không hề để tâm đến quá khứ của diễn viên Hoàng Yến. Cô Xuyến Hoàng Yến từng khẳng định người chồng thứ tư là người đàn ông duy nhất cho mình lòng can đảm trong tình yêu. Trước khi ly hôn và bị hành hung thì Hoàng Yến từng viết những lời mật ngọt như thế này gửi tới người chồng thứ tư của mình. Hiện những sự việc xung quanh đời tư của diễn viên Hoàng Yến sau khi bị chồng cũ hành hung đang được người hâm mộ đổ dồn sự quan tâm. Và trước khi ly hôn thì Hoàng Yến và chồng cũ từng khiến không ít người suýt xa với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chính nữ diễn viên cũng thường xuyên công khai những hình ảnh vui vẻ bên ông xã lên mạng xã hội. Và đáng chú ý thì Hoàng Yến còn khẳng định chính chồng cũ là người đã cho cô lòng can đảm trong tình yêu. Cụ thể vào ngày 21 tháng 10 năm 2020 thì Hoàng Yến đã cập nhật hình ảnh đại diện là hình cưới của cô và ông xã tại tài khoản Facebook cũ. Và trong status thì Hoàng Yến hạnh phúc chia sẻ về chồng mình và nói lời cảm ơn đầy yêu thương gửi tới anh. Tình yêu đích thực là một đóa hoa tuyệt vời, nhưng phải có lòng can đảm thì mới có thể đưa tới vực thẳm để hái đóa hoa đó. Và cảm ơn người chồng yêu, người đàn ông duy nhất đã cùng tôi cho tôi lòng can đảm đó. Và chưa tròn một năm kể từ ngày đăng ảnh hạnh phúc, và mới đây vào tháng 6 năm 2021 thì người hâm mộ được fan tá hỏa khi chứng kiến hình ảnh người chồng này đã hành hung cô Xuyến là nữ diễn viên Hoàng Yến, và nữ diễn viên còn phải nhờ công an can thiệp để bảo vệ an toàn cho mình 24/7. Cao Thắng, người chồng cũ thứ tư, vừa tố cô Xuyến nữ diễn viên Hoàng Yến ngoại tình,
Không Châu Gặp Con là ai? Vài năm trước thì trái tim cô Xuyến, nữ diễn viên Hoàng Yến, bị đánh gục bởi câu nói "cho em bảo vệ chị nhé" của anh Cao Thắng. Và giờ đây thì cô Xuyến lại bị chồng cũ thứ tư tố ngoại tình và không cho gặp con. Cô Xuyến Hoàng Yến bị chồng tố ngoại tình và không cho gặp con. Và theo phóng viên thì diễn viên Hoàng Yến cho biết cô và người chồng thứ tư kém 4 tuổi Cao Thắng đã ly hôn từ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Và theo cô Xuyến Hoàng Yến thì đây là mối tình cuối cùng của cô sau rất nhiều sóng gió đã trải qua. Tôi khẳng định không muốn chia sẻ vì chẳng vui vẻ gì, nhưng anh ấy thường xuyên đăng những thông tin không hay hay nào nói xấu tôi trên trang cá nhân, khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa. Và tôi không ngăn cản anh ấy gặp bé Mầm là con chung của chúng tôi, nhưng hiện tại thì anh ấy đang bất ổn về tâm lý nên gia đình tạm thời chưa cho anh ấy gặp con, Hoàng Yến chia sẻ. Về việc lùm xùm của diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ tố ngoại tình không cho gặp con, thì trên một số trang mạng có bài đăng anh Cao Thắng, người chồng thứ tư của Hoàng Yến, tố cáo nữ diễn viên ngoại tình với trai trẻ và không cho anh gặp con từ trước Tết Nguyên đán. Và anh ức chế vì cô công khai đăng ảnh tình cảm lên mạng xã hội và tìm mọi cách để ngăn cản tình cha con giữa mình và bé Mầm. Và cũng theo bài đăng này thì anh Cao Thắng cho biết vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn từ khi công việc làm ăn của anh bị đổ bể. Và khi phát hiện vợ nhắn tin nhớ nhung hẹn hò với người đàn ông khác thì anh đã không giữ được bình tĩnh nên đã làm Mầm lên. Và sau đó thì cả hai đã cãi nhau. Và vì muốn ruồng rẫy anh nên Hoàng Yến thường xuyên lợi dụng điểm yếu khiến cho anh ức chế, cãi nhau và đánh vợ để lấy cớ chia tay. Và cả hai đã nộp đơn ly hôn vào tháng 3 năm 2020. Và 15 ngày sau đó thì chị nó nhận được quyết định thuận tình ly hôn. Tuy nhiên thì anh Cao Thắng không chấp nhận kết quả này vì cho rằng mọi phán quyết quá chóng vánh, việc cả hai chưa qua 3 lần hòa giải và anh cũng chưa đứng trước tòa để xử ly hôn mà đã quyết định là điều vô lý. Và kể từ đó đến nay thì cả hai chưa từng nói rõ ràng về việc chia tay mà chỉ là nhắn tin. Và đối với anh Cao Thắng thì Hoàng Yến vẫn là vợ và cô không được phép cấm anh gặp con. Còn trong khi đó thì nữ diễn viên Về Nhà Đi Con phủ nhận chuyện ngoại tình với trai trẻ. Và cô này thẳng thắn chia sẻ: tôi sợ đàn ông lắm rồi, đâu dám yêu đương gì nữa. Nhưng người ta nói gì thì cứ để người ta nói và tôi không muốn quan tâm nữa. Và trước đó trong bài phỏng vấn với báo Vietnamnet thì Hoàng Yến chia sẻ về lần thứ tư kết hôn. Đó là lần đầu tiên Hoàng Yến lấy chồng với tâm niệm bằng mọi cách sẽ giữ gìn cuộc hôn nhân này đến hết đời. Và đây là người đàn ông đầu tiên Hoàng Yến cảm thấy anh ta sẽ không bao giờ có lý do để rời xa tôi. Và chúng tôi như đôi bạn thân, như đồng nghiệp, như anh em, như chị em, như bạn nhậu và chính xác là tri kỷ. Và hãy cứ yêu thật lòng, yêu chân thành, yêu không toàn tính và yêu chọn con tim, luôn mang theo lòng vị tha bên mình thì bạn sẽ tự có bí quyết riêng để khiến tình yêu của mình ngày một đẹp và lung linh hơn đấy. Thế nhưng sau tất cả thì diễn viên Hoàng Yến đã không thể bảo vệ được cuộc hôn nhân và họ đã ly hôn vào tháng 3 năm 2020. Và đến tháng 2 năm 2021 thì Hoàng Yến bị chồng thứ tư tố ngoại tình và ngăn cản anh đã gặp con. Anh Cao Thắng, chồng thứ tư của cô Xuyến Hoàng Yến là ai? Diễn viên Hoàng Yến được biết đến qua rất nhiều các bộ phim như là Đi Qua Bóng Tối, Chủ tịch tỉnh, Công dân tập thể, Cho đời, Về Nhà Đi Con. Và kể từ bộ phim Về Nhà Đi Con, cô được khán giả gọi một cách yêu mến là cô Xuyến. Diễn viên Hoàng Yến đánh đá lẳng lơ trên màn ảnh, nhưng ngoài đời lại có đường tình duyên hết sức lận đận. Cô đã trải qua 3 lần đò, nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Và đến năm 2016, thì cô đã kết hôn lần thứ tư với người đàn ông kém 3 tuổi là anh Cao Thắng. Và tình yêu của Hoàng Yến và anh Cao Thắng được khán giả hết sức ủng hộ. Và từng có thời điểm nhiều người cho rằng Hoàng Thắng sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Hoàng Yến. Thế nhưng không, sau gần 5 năm kết hôn thì cả hai đã đường ai lấy đi. Và những cuộc ly hôn này lại đầy ồn ào.